Xin chào quý vị khán giả, Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin quốc tế nổi bật mà chúng tôi vừa tổng hợp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bầu cử Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump yêu cầu được bảo vệ bằng khí tài quân sự. Theo báo tin tức, ngày 11 tháng 10, báo New York Times và Washington Post đã đưa tin cho biết, nhóm vận động tranh cử của ứng viên Donald Trump đã yêu cầu sử dụng máy bay và xe quân sự để bảo vệ vị cựu Tổng thống này khi ông vận động tranh cử. Trước đó, ông Trump từng chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social của ông rằng có những mối đe dọa lớn đối với tính mạng của ông. Liên quan tới yêu cầu trên, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng ngày tuyên bố đã chỉ đạo chính quyền bảo vệ vị cựu Tổng thống này như thể ông là một Tổng thống đương nhiệm. Tổng thống Biden cho rằng cơ quan mật vụ Mỹ nên tôn trọng yêu cầu của ông Trump về việc được bảo vệ bằng các phương tiện quân sự trong giai đoạn cuối của chiến dịch tranh cử nếu việc này không vượt quá yêu cầu được bảo vệ như đối với một Tổng thống đương nhiệm. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống lần này, ông Trump đã hai lần bị ám sát hụt. Hồi giữa tháng 7 năm nay, ông Trump suýt bị một tay súng bắn vào đầu tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania. Chỉ hai tháng sau, vào chiều 15 tháng 9, trong khi chơi golf ở thành phố West Palm Beach, bang Florida, ông lại trở thành mục tiêu của một kẻ ám sát khác. Cuộc đua của ông Trump, bà Harris ở 7 bang chiến trường ra sao? Báo điện tử Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các cử tri ở 7 bang chiến trường cho rằng cựu tổng thống Donald Trump có năng lực hơn phó tổng thống Kamala Harris trong việc giải quyết các vấn đề mà họ quan tâm, nhất là kinh tế và an ninh biên giới. Tuy nhiên, theo một cuộc thăm dò mới nhất của The Wall Street Journal, WSJ, những cử tri này lại có ý kiến khác nhau về việc ứng cử viên nào sẽ lãnh đạo nước Mỹ. Cuộc thăm dò này cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump một cách sít sao ở bang Arizona, Michigan, Wisconsin và Georgia trên những lá phiếu bao gồm những ứng cử viên độc lập và đảng thứ ba. Còn ông Trump nhỉnh hơn bà Harris ở những bang Nevada, North Carolina và Pennsylvania, nhưng không có lợi thế nào lớn hơn 2 điểm phần trăm, trừ bang Nevada với lợi thế là 5 điểm phần trăm. Trong tổng số 4.200 cử tri mà The Wall Street Journal khảo sát ở các tiểu bang dao động, ông Trump nhận được 46% sự ủng hộ và bà Harris thu hút được 45%. Cuộc khảo sát này cho thấy cuộc đua ở các bang chiến trường nói riêng và cuộc bầu cử tổng thống nói chung quá sít sao để có thể dự đoán. Nếu bà Harris giành chiến thắng ở các tiểu bang mà bà hơn ông Trump trong cuộc thăm dò này, bà sẽ giành được đa số phiếu sít sao trong đại cử tri đoàn. Các cử tri độc lập chia đều 40% cho bà Harris và 39% cho ông Trump là một yếu tố khác khiến cuộc chạy đua giữa hai ứng viên trở thành cuộc đua giành từng tấm phiếu ở mỗi tiểu bang. Đây là một cuộc đua ngang tài ngang sức và sẽ diễn ra đến phút chót. 3 tuần qua rất quan trọng. Thực sự là quá sít sao. Đây là cuộc đua ngang tài ngang sức. Ông David Lee, người thăm dò ý kiến của Đảng Cộng Hòa cho hay. Từ những kết quả khảo sát, có thể thấy ông Trump hơn bà Harris 10 điểm phần trăm trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế, vấn đề mà cử tri cho là quan trọng nhất đối với sự lựa chọn ứng cử viên tổng thống của mình. Ông Trump cũng hơn bà Harris 16 điểm phần trăm trong vấn đề xử lý vấn đề nhập cư và an ninh biên giới, vấn đề đáng quan tâm số 2. Những lợi thế đó đặt ra câu hỏi, tại sao sự dẫn đầu của ông Trump về các vấn đề cấp bách nhất lại không chuyển thành lợi thế tuyệt đối so với bà Harris? Cuộc khảo sát này đưa ra một số lý do có thể lý giải điều này. Theo đó, bà Harris có lợi thế khi cử tri được hỏi rằng ứng cử viên nào sẽ xử lý tốt nhất một số khía cạnh trong đời sống kinh tế của người Mỹ, chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe, và bà Harris nhìn hơn ông Trump trong việc xử lý khả năng chi trả nhà ở. Bà Harris cũng hơn ông Trump 6 điểm phần trăm khi cử tri cho rằng bà quan tâm đến những người như bạn hơn là ông Trump. Về cơ bản, hai ứng cử viên này hòa nhau khi được hỏi ai sẽ đại diện cho người lao động Mỹ. Ưu thế rõ ràng nhất của bà Harris là về vấn đề phá thai khi dẫn trước ông Trump 16 điểm phần trăm. Cử tri cho rằng bà có khả năng giải quyết vấn đề này tốt hơn ông Trump. Khoảng 61% cử tri cho biết họ muốn hợp pháp quyền phá thai trong mọi trường hợp hoặc hầu hết các trường hợp. Kết quả của cuộc đua sẽ phụ thuộc vào một bộ phận nhỏ cử tri chưa chắc chắn về lựa chọn của mình cho vị trí tổng thống. Khoảng 16% cử tri được các nhà thăm dò ý kiến coi là có thể thuyết phục, tức là có thể bỏ phiếu cho bất kỳ đảng nào, ngay cả khi họ đang nghiêng về một ứng cử viên nào đó. Con số này giảm so với mức 32% vào tháng 3 và so với mức 12% trong cuộc thăm dò toàn quốc gần đây nhất của The Wall Street Journal vào tháng 8.
nỗi lo bao trùm đảng Dân Chủ khi ngày bầu cử cận kề. Báo VN Express cho biết, trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống, các đảng viên Dân Chủ ngày càng lo lắng rằng họ nỗ lực chưa đủ và sợ phải đối mặt với thất bại cay đắng như năm 2016. 2 tháng rưỡi kể từ khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố kết thúc nỗ lực tái tranh cử, Phó Tổng thống Kamala Harris đã nhanh chóng giành được đề cử từ Đảng Dân Chủ, thu về hàng trăm triệu USD tiền quyên góp cho chiến dịch mới và thu hẹp đáng kể cách biệt đối với đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump trong các cuộc thăm dò dư luận. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ vẫn không khỏi lo lắng về cơ hội chiến thắng của bà trước đối thủ Donald Trump. Nhiều người sợ rằng chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống đang xa lầy khi các cố vấn, trợ lý của bà Harris liên tục tranh luận về việc nên triển khai các nguồn lực quý giá vào đâu và như thế nào. Một số dấu hiệu đáng lo ngại với bà Harris trong các cuộc thăm dò đã xuất hiện. Khảo sát gần đây của The Breakthrough, dự án thăm dò chuyên theo dõi cách công chúng tiếp nhận tin tức bầu cử, cho thấy sau thời kỳ trăng mật, sự chú ý của dư luận với bà Harris gần đây đã giảm. 64% người được hỏi cho biết họ thấy, đọc hoặc nghe thông tin về bà Harris, còn tỷ lệ của ông Trump là 68%. Đây là tuần thứ tư liên tiếp ông Trump dẫn trước bà Harris ở hạng mục này. Làm phức tạp thêm nỗ lực tập hợp ủng hộ từ cử tri là việc Đảng Dân Chủ hiện vẫn chưa xác định rõ chiến thuật nên sử dụng ở một số khu vực bầu cử. Nhiều người muốn giành ủng hộ từ những người ôn hòa thuộc Đảng Cộng Hòa đã quay lưng với cựu Tổng thống Donald Trump. Số khác muốn tập trung thu phục các cử tri nam giới và da màu. Nhóm nhân khẩu học đang đặt ra mối lo âu lớn với các quan chức chiến dịch của Harris. Phụ nữ ngoại ô là nhóm nhân khẩu học quan trọng đã chuyển sang ủng hộ Đảng Dân Chủ sau 4 năm Trump điều hành đất nước, nhưng vẫn chưa rõ liệu nhóm này có đủ để đối trọng với lợi thế của cựu Tổng thống trong nhóm cử tri nam hay không. Những người khác bày tỏ không yên tâm với nhóm cử tri Mỹ gốc Latin, đồng thời lo lắng về những người Mỹ gốc Ả Rập và các cử tri trẻ tuổi đang tức giận trước chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden với Israel, Gaza hay cuộc xung đột có nguy cơ lan rộng ở Liban. Nỗi lo lắng còn bắt nguồn từ mức độ xích sao của cuộc đua. Hiện tại, tỷ lệ ủng hộ 2 ứng viên tại 7 bang chiến trường nhìn chung vẫn ngang bằng. Vì vậy, để đắc cử, bà Harris sẽ phải thắng ở 3 bang chiến trường Pennsylvania, Michigan và Wisconsin với tổng cộng 44 phiếu đại cử tri cùng tất cả những bang ủng hộ Đảng Dân Chủ đã bầu cho ông Biden năm 2020. Trong kịch bản này, bà Harris sẽ hội đủ 270 phiếu đại cử tri cần thiết để thắng cử. Nhưng các cuộc thăm dò mới công bố hôm 9 tháng 10 khả năng sẽ càng làm phe Dân Chủ thêm phần lo âu. Theo 3 cuộc khảo sát mới từ Đại học Quinnipiac, bà Harris đang ngang bằng ông Trump ở 3 bang chiến trường Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Kể từ tháng trước, lợi thế cách biệt 6 điểm của Harris ở Pennsylvania đã giảm xuống còn 3 điểm khi ứng viên của đảng thứ 3 được đưa vào khảo sát. Thậm chí, khảo sát được công bố hôm 8 tháng 10 của Insider Advantage, một trong những đơn vị khảo sát hàng đầu về bầu cử tổng thống ở Mỹ, cho thấy Trump giành được 49% tỷ lệ ủng hộ và bà Harris giành được 47% ở Pennsylvania. Tại Michigan, lợi thế 5 điểm của bà Harris cũng đã bị lu mờ. 2 ứng viên giờ đây ganh đua quyết liệt. Cuộc đua ở Wisconsin cam go không kém khi ông Trump nhận được ủng hộ từ 48% cử tri tiềm năng so với 46% của Harris. Các cố vấn chiến dịch của bà Harris vẫn chưa trả lời được câu hỏi bằng cách nào họ có thể thắng cả 3 bang chiến trường quan trọng này. Tất cả đều là những cánh cửa hẹp. Một quan chức cấp cao Đảng Dân Chủ quen thuộc với chiến dịch tranh cử của bà Harris cho hay. Ở hậu trường, các quan chức chiến dịch tranh cử của bà Harris đang vạch ra chiến lược để gia tăng khoảng cách với ông Trump và không lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Phân tích những điểm mà ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Hillary Clinton từng không làm được trước Trump vào năm 2016, đồng thời nghiên cứu những gì phát huy hiệu quả trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden 4 năm sau đó. Điều này đồng nghĩa họ có xu hướng tập trung nhiều hơn vào các khu vực vốn nghiêng về phe Cộng Hòa và vùng nông thôn đã bỏ phiếu cho ông Trump vào năm 2020, với hy vọng làm suy yếu lợi thế của đối phương và giảm áp lực lên các thành trì tự do, hầu hết là ở những thành phố lớn. Hạt Cambria ở Pennsylvania là một trong những khu vực họ đang nhắm đến. Năm 2020, Tổng thống Biden đã làm tốt hơn so với bà Clinton năm 2016 tại Cambria, nhưng vẫn để thua ông Trump ở hạt này với cách biệt 2 chữ số. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh và đồng hành cùng chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.